Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình và gia đình và bạn bè đang đi chơi ở Villa H2O ở đường Đặng Thúc Vịnh ở dưới Hóc Môn. Thì chỗ này là cũng gần cầu Rạch Ra đó mọi người. Đây thì lúc bắt đầu mình mới đi vào nè. Thì hai bên là có hai cái hàng cây. Cây này là cây cau cảnh nè, rất là cao và những cái lưu rất là đẹp. Ở đây thì giữ xe miễn phí cho mọi người. Thì hôm nay là ngày lễ mùng 2 tháng 9. Chị Na quay từ đây nè. Treo ngược ra. Lọc bơi cái để chú lọc bơi đi, chú lọc bơi. Lọc bơi sao xoay vòng vòng rồi. Con trang đi. Có được mấy con nữa đi. Con thấy rồi, cá bò đó đi. Ủa, cá gì hả? Cá dưa hông rồi, ngon lắm rồi. Chỗ này bữa nay hẳn bán đâu này, nó là thường bán. Đi khoảng 3 vòng là chán rồi. Đi ra xa xíu cái đụng cần câu gì. Đây rồi. Bye bye. Hello mọi người. Đây lễ mùng 2 tháng 9 đây. Chết rồi. Cúi xuống đây, cúi đâu xuống kia. Thì ở đây có bể bơi cho con nít luôn này mọi người. Và sau lưng là có đánh tennis luôn, có sân đánh tennis luôn, một sân đánh tennis. Thì ở đây là có những cái nhà
nhà nghỉ để mà ở lại. Người ta đặt thuê ở lại cuối tuần, người ta vui chơi, ở lại qua đêm. Thì ở đây có phòng karaoke nữa nha mọi người. Ở đây thì có nhiều cây rất là cao to và rất là mát. Đây là một cây liễu rủ bóng xuống dưới hồ này, rất là đẹp. À, nhìn chung, nhìn chung. Được rồi đó, được rồi đó. Đứa thôi, nghiêng phao thế. Hệt môi bây giờ, hệt môi đấy. Rồi, rồi. Ôi dồi. Wow. Hello, được một con rồi. Cả này cả nhiều. Cả đi không, cả đi không. Cả lắm. Mày ăn được chị à? Mày ăn chị à? Ở đây là bên cạnh là một cái nhánh sông nhỏ của sông Sài Gòn nè. Bên kia là Nhị Bình. Thì bãi bên đây cái quá này. Ở đây có phòng VIP luôn nha mọi người. Ở đây thì ngoài những cây to thì cây xanh rất là nhiều. Và có thêm một cái tiểu cảnh là hòn Đông Bộ này nè. Thì ở đây ví dụ như cuối tuần là các bạn dẫn gia đình về đây uống cà phê, câu cá. Rồi sau đó ở đây thì ăn uống cũng được luôn. Rồi chiều lên. Ở đây rộng rãi cho con nít chạy nhảy thoải mái. Ở đây có xe đạp luôn nha mọi người. Ở đây câu cá thì thoải mái, câu xong thì tính ký thôi. Còn đây là một số món ăn. Giao chị Thảo ơi. Tôi coi được con cá nào chưa? Linh. Ừ.
Thì sau khi vui chơi thì mình đến lúc ra về. Thì xin chào tất cả mọi người nha.